Sự đời trớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn hóa tâm tư đau thương, phá tâm bệnh trong lòng như góc hoa. Người mượn cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết nỗi sầu triền miên, để lại thấy được chàng bớt đau trong tim nàng mang. Lòng chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chẳng gieo vào tâm ý nàng. Một người xuất gia sao yêu thương, muốn chi nàng lại là công chúa vàng. Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian, chàng gieo thân sáng trong biển lửa tràn, để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. Chàng gieo thân sáng trong biển lửa